Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyên đây. Hôm nay mình sẽ đến với các bạn bằng một bài nghe mới, bài nghe thực chiến, bài nghe 4 Step Solution. Trong bài nghe này, các bạn hãy cố gắng nghe thử xem tác giả nói gì nhé. Good day, ladies and gentlemen, and welcome to another star-studded episode of Hello America! Tonight, host Tom Anderson welcomes comedian Jake Montgomery, actor Isaac Unser, and singer Chelsea Sackett. It's gonna be another blockbuster show, so sit tight and stay tuned. What is this announcement about? Who is the MC of Hello America? Trong bài này, các từ mới như sau: Another Star Studded Episode, một tập phim quy tụ được nhiều các ngôi sao. Tom Anderson welcome comedian Jake Montgomery, người dẫn chương trình. Tom Anderson chào đón diễn viên hài Jake Montgomery, actor Isaac Unser là diễn viên Isaac Unser, Chelsea Sackett, Blockbuster Show, nghĩa là chương trình bóng tấn khác. Sit tight, ngồi yên. Stay tuned, theo dõi. Bài này được dịch ra như sau: Xin chào mừng mọi người có một ngày tốt lành, thưa quý vị, và chào mừng đến với một tập phim quy tụ nhiều ngôi sao khác của Hello America Tonight. Người dẫn chương trình Tom Anderson chào mừng diễn viên hài Jake Montgomery, diễn viên Isaac Unser, và Chelsea Sackett. Đây sẽ là một chương trình bom tấn, vì vậy hãy ngồi yên và theo dõi. What is this announcement about? Bài nói về chương trình gì? Bài này thông báo về chương trình. Câu hỏi thứ hai: Who is the MC of Hello America? Ai là hậu vệ của Hello America? Và trả lời là Chelsea Sackett. Rồi, các bạn đã trả lời được hai câu hỏi ha. Đây là chương trình gì? Và ai là hậu vệ? Các bạn hãy nghe và đọc lại cái bài này nhiều lần, ít nhất là 5 tới 10 lần như thế thì sẽ hiểu được nội dung và hiểu được một số từ mới trong bài này. Nhớ như các bạn, tạm biệt các bạn.